chính thức được công nhận trường chuẩn vào năm 2015. Ngoài được đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, trường mầm non 1 thành phố Bảo Lộc còn là nơi đảm bảo tốt việc cung cấp nước uống, sinh hoạt và vệ sinh và xây dựng được một môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng, điều kiện học tập cho các em học sinh. Hơn hết là sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Các cô ở trường đó thì luôn luôn là rửa ly hàng ngày rồi có ký hiệu riêng cho các từng cháu và lúc nào cũng đảm bảo cho cháu là trong quá trình uống nước cũng như là trụng ly cũng như khăn cho các cháu dùng hàng ngày và mỗi tuần là đều có phơi nắng và trụng khăn, trụng ly. Nhà trường cũng hàng năm là cứ duy trì, tôn tạo để làm sao mà tạo cho các con có một cái môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Thì hiện tại bây giờ nhà trường là đang có hai nguồn nước. Một cái nguồn nước giếng khoan là để các cháu là vệ cho các lớp và vệ sinh hàng ngày, và một cái nguồn nước máy, nước sạch là vào bếp để đưa thẳng vào bếp để các cháu là để phục vụ cái bữa ăn hàng ngày cho các cháu. Và ngoài ra thì nhà trường cũng mua nước theo cái công ty xử lý nước sạch ấy, để cho các cháu uống. Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt là nguồn nước sạch dành cho trẻ em. Đây chính là thông điệp mà tháng hành động vệ sinh môi trường năm 2017 mong muốn mọi người cùng chúng ta thực hiện. Tuy nhiên, không phải điểm trường nào cũng được đầu tư như trường mầm non 1, thành phố Bảo Lộc. Nhất là với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như huyện Đam Rông, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đà Oai, Di Linh. Bởi bên cạnh điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, thì nguồn kinh phí cũng hết sức hạn hẹp, ảnh hưởng đến đầu tư, đảm bảo nguồn nước cũng như vệ sinh môi trường cho các em học sinh. Một số nơi thì do thời tiết nó nắng hạn cục bộ cho nên cái nguồn nước thì nó cũng không được dồi dào lắm. Cho nên ngoài ra thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã trích một phần kinh phí để hỗ trợ cho các trường về vấn đề là đầu tư thêm các cái giàn khoan, các cái giếng khoan để phục vụ cho sinh hoạt của các cháu. Thế nhưng cái việc đầu tư này thì nói chung là đến thời điểm này thì vẫn còn nhỏ lẻ. Cho nên là trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng là kính đề nghị là tỉnh, là đề nghị huyện là tiếp tục hỗ trợ để làm thế nào đó các cái nguồn nước ở các cái trường vùng sâu vùng xa và một cái số trường mà cái nguồn nước khó khăn. Từ những khó khăn nêu trên, hướng ứng chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017 với chủ đề nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em. Ngoài các hoạt động meeting hưởng ứng, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân ra quân tổng vệ sinh, duy trì, bảo dưỡng các công trình cấp nước, tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước, cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững. Huy động người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh là có nhiều cái văn bản và tỉnh cũng đã có những cái nghị quyết quyết định. Thứ nhất là vấn đề là đẩy mạnh cái xã hội hóa về cấp nước sạch ở nông thôn. Xã hội hóa đây là kêu doanh nghiệp vào để mà làm. Thì qua cái xã hội hóa về cấp nước sạch ở nông thôn thì hiện nay chúng ta có được một số các cái doanh nghiệp vào cuộc. Và tôi cho đây là một bước triển khai tốt, đẩy mạnh cái việc là xã hội hóa thì trong đó là phải có đơn vị quản lý. Người dân được cấp nước thì cũng có cái sự đóng góp để người ta thấy được cái giá trị của cái việc cấp nước. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Ngoài cái công tác mà chúng ta làm có tính cách lâu dài, thì trong những cái tuần lễ này thì vận động người dân là khơi thông dòng chảy và xác định các cái nguồn nước đầu nguồn mà bị gây ô nhiễm do cái tình trạng sản xuất của chúng ta. Chúng ta phải ý thức bảo vệ cái nguồn nước đó, chính bảo vệ cái nguồn đầu nguồn đó thì nó mới đảm bảo. Cái thứ ba là phải xác định người dân là sử dụng cái nước này phải thật là hiệu quả, thì tôi cho rằng nó mới đảm bảo được cái việc sử dụng cái nguồn nước về mặt lâu dài. Theo thống kê hiện nay trên thế giới, vẫn còn gần 2 tỷ người đang trong tình trạng chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch và khoảng 2,5 tỷ người thiếu các điều kiện vệ sinh. Đây chính là con số kêu gọi mọi người dân hãy chung tay giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, tránh lãng phí, nhằm góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá đối với cuộc sống và sinh hoạt của chúng ta. Và vì sự phát triển toàn diện của trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước.